Thưa quý vị, ông Tạ Quang Chiến, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên trong nhóm 8 cận vệ Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi đã qua đời ngày 11 tháng 6, hưởng thọ 98 tuổi. Ông Tạ Quang Chiến có 12 năm làm cận vệ trung kiên bên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Tạ Quang Chiến tên thật là Nguyễn Hữu Văn, sinh năm 1925 ở Thanh Hóa, nhưng quê gốc ở Hải Dương. Năm 10 tuổi, ông theo gia đình ra Hà Nội. Sớm giác ngộ cách mạng, ông tình nguyện tham gia tổ chức Thanh niên Cứu quốc trước khi được tuyển vào đội tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu. Năm 1945, ông được nhà cách mạng Nguyễn Lương Bằng tuyển chọn vào tổ thư ký giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các 7 người khác. Dù giữ vai trò cảnh vệ, ông Tạ Quang Chiến cùng tổ cận vệ đảm nhiệm cả công tác văn phòng, thư ký, liên lạc và hậu cần với tinh thần một người thạo nhiều việc. Dù vậy, nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quan trọng hơn cả. Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên cho 8 người cận vệ là Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Người cận vệ Nguyễn Hữu Văn đổi tên thành Tạ Quang Chiến từ thời điểm này. Suốt 12 năm, ông Tạ Quang Chiến cùng 7 thành viên khác của đội cận vệ hết lòng phục vụ và bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.